sailor in. Ain't got no cigarettes, but trailer of sailor in. Lại với vlog của Trung thì bữa giờ là Trung khá là bận với lại việc học ở trên trường nên thành ra là chưa có quay video được, và cũng khá là lâu rồi Trung mới lại voice over nói về cái chuyện tập luyện của Trung. Thì bữa nay là Trung sẽ quay cái phase 2 của cái giáo án strength của Jeremy, và hôm nay là ngày ngực thì bắt đầu luôn. Ngày đầu tiên bài đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu với lại bài Smith Machine Press, chúng ta sẽ đẩy ngực trên với lại cái máy Smith ha. Thì Trung khá là thích, và cũng như là giáo án cũng có là đẩy ngực trên với lại cái bài Smith này ha, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần ngực trên của chúng ta tốt hơn. Thì theo như Trung theo dõi các YouTuber trên Facebook, những người ở bên Mỹ cũng vậy, họ đa phần họ tập ngực trên với Smith Machine cũng khá là nhiều. Thì bài này sẽ có hai set tất cả. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ warm up với bài này sẽ có 6 set tất cả. Trung nhầm, là hai set đầu tiên là sẽ là hai set warm up với lại 15 rep. Thì với bạn warm up set đầu tiên 15 rep, set sau cũng 15 rep ha. Ok, thì mỗi bên chúng ta là 20 kg. Rồi ok, đây là set 3. Thì bài này là có lưu ý một chút ha, là mấy bạn khi mấy bạn đẩy là mấy bạn sẽ đẩy partial rep trước là 5 cái partial rep, sau đó là chúng ta sẽ đi full rep 10 cái. Và số rep của mỗi số rep của cái full rep đó, qua mỗi set thì đều giảm xuống, nhưng cái partial rep chúng ta vẫn giữ 5 rep ha. Thì tiếp theo là set thứ tư này, các bạn thấy cái 5 partial rep vẫn giữ ha, và chúng ta chỉ đẩy 1/2 rom thôi, nhưng mà full rep chúng ta đẩy hạ xuống là còn 8 rep, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tăng tạ lên. Thì cái này là Trung đang đẩy thì có bạn bị che, thành ra là clip bị hư với lại là nó bị đổi camera nên là nó không đủ rep ha. Rồi qua luôn set 5 cũng tương tự luôn, là 5 partial rep trước, sau đó là chúng ta sẽ đi 5 full rep. Ok, thì set này là với set sau là cái số tạ nó cái số rep nó bằng nhau, nhưng mà Trung vẫn sẽ tăng tạ ha, 5 partial rep, sau đó là sẽ đi 5 full rep, khá là chua. Thì mấy bạn nên chọn một mức tạ gọi là cũng thử thách bản thân, nhưng mà đừng có quá nhẹ quá ha. Rồi đây là set thứ 6, là set cuối, là Trung đi 5 cái partial rep, chúng ta đi nửa rom, và sau đó là chúng ta sẽ đi 5 cái full rom ha. Thì hình như là cái này Trung đi thiếu mất một rep hay sao á, do nó khá là nặng, cũng rất là thích challenge bản thân nên là Trung bỏ mỗi bên hai bánh 20. Và sau đó là sẽ đi vào bài thứ hai, đó là bài dumbbell claw grips. Thì ở phase 1 nếu như bạn đã tập rồi đó, thì cái phương thức cũng sẽ giống tương tự như vậy. Thì mấy bạn xuống lên 1/2, xuống lại và lên thẳng lên thì sẽ tính là một set ha, sẽ tính là một rep. Và ở bài đầu tiên ở cái rep đầu tiên này là chúng ta sẽ đi 15 rep ha. Set đầu tiên là 15 rep cho cái warm up của chúng ta lên. Thì hồi ở phase 1 á, là cái bài này là bài đẩy đực ngực ngang, là bài đẩy ngực trên bình thường, tay ngang, nhưng mà qua cái phase 2 này họ đổi thành là low grip, là chúng ta sẽ ép hai cục tạ vô như vậy ha. Và rất là pump luôn, và nó rất là ăn vào cái phần ngực trên phía trong của chúng ta, cũng không hẳn là phía trong đâu, mà nó ăn cả một cái ngực trên luôn. Thì chúng tập xong chúng thấy rất là pump cái ngực trên, mà hay một cái là tập ngực trên không nhưng mà nó vẫn sẽ ăn vào cả ngực ngang nữa. Mà nếu như mấy bạn tập ngực ngang không thì nó sẽ không thể nào ăn vào ngực trên, nhưng mà hay ở chỗ là chúng ta tập ngực ngang ở ngực trên nó lại ăn vào cả được ngực ngang. Cho nên là cái giáo án này Trung thấy hầu như là họ đều cho chơi incline, là chơi ngực trên hết. Ok, thì set thứ hai là cũng là 15 rep. Thì ở bài này là sẽ có 5 set tất cả ha. Mấy bạn lưu ý giúp Trung là mấy bạn cái cách tập của cái bài này là chúng ta sẽ ép hai cục tạ dumbbell lại với nhau, và xuống
lên 1 phần 2, không xuống lại và đẩy lên thẳng. Đó là một rep ha. Như vậy là một rep ha, và chúng ta thực hiện là 15 rep ha. Thì set thứ 3 này là chúng ta sẽ hạ xuống còn 12 rep. Và mỗi set là chúng sẽ tăng tạ từ từ. Thì ở cái bài này là chúng ta sẽ nghỉ 60 giây. Mấy bạn cứ yên tâm là chung sẽ để ở dưới cái phần miêu tả dưới toàn bộ cái số set cũng như là số rep, thời gian nghỉ ở dưới ha. Nhưng mà chung vẫn muốn mấy bạn xem video để mấy bạn có thể có được một cái ý tưởng cái là cái bài đó tập như thế nào ha. Thì tại vì chung có cái đường link nó đi thẳng tới cái video hướng dẫn của Jeremy, thành ra là chung biết cái bài này tập như thế nào nên chung muốn chia sẻ lại với mấy bạn. Ok, sau đó là sẽ là set thứ tư 10 rep. Thì mấy bạn nhớ lên tạ ha. Ở cái này á, mấy bạn sẽ có một cái góc nhìn khác là thấy là nó sẽ tác động vào ngực trên rất là nhiều. Và nó cũng do cái grip của chúng ta để như vậy thì nó cũng sẽ có phần ăn vào tay sau, nên mấy bạn đừng lo quá ha. Nhưng mà nhớ là cảm nhận vào ngực trên phía trong cũng như là toàn bộ ngực trên luôn ha. Chúng thấy nó rất là pump cho cái ngực trên luôn. Tại vì bài đầu tiên là mấy bạn đã chơi Smith rồi. Nhưng mà cái khúc này ha, lưu ý là mấy bạn được quyền. Tại vì bài này rất rất là mỏi luôn, cực kỳ mỏi. Nếu như mấy bạn đã tập phê 1 rồi mấy bạn hiểu. Thì mấy bạn được quyền nghỉ 5 đến 10 giây ha. Chung cho phép bản thân. Ví dụ như là đang đẩy gần thiếu rep rồi, mấy bạn có quyền ngồi nghỉ 5 đến 10 giây, 5 giây thôi, sau đó chúng ta sẽ lên đẩy tiếp cho đủ rep ha. Chứ đừng bỏ nguyên cái set đó nha. Nhớ là đừng bỏ cái set đó. Ok, đây là bài set cuối, set thứ 6. Là nó sẽ đặc biệt một chút là chúng ta sẽ lấy cục tạ tương đối nặng và chúng ta đi partial rep gần như là hết luôn, là gần như là 8 cái, và sau đó chúng ta sẽ đi một cái là full rep ha. Ok, tiếp theo sẽ là bài cable fly ladder. Là nó sẽ ladder là cái thang đó mấy bạn. Thì chúng ta sẽ tập cái bài này đi như là kiểu chúng ta đang leo thang như vậy. Thì 5 rep đi lên, 5 rep đi xuống, và chúng ta thực hiện như vậy 2 lần ha. Nếu như mấy bạn đã tập cái bài này ở phase 1 thì mấy bạn cũng biết cái bài này đã đi như thế nào. Thì như mấy bạn nào chưa biết thì mấy bạn có thể tập phase 1 trước, sau đó mới qua coi phase 2 và chúng ta sẽ tập tiếp phase 2 ha. Để là đó là cái phase 1 đó là nó từ tuần thứ nhất đến tuần thứ tư. Còn phase 2 là các chung đang quay đó là tuần thứ 5 đến tuần thứ 8 ha. Thì bài đó xong chúng ta sẽ kết hợp với lại bài superset là push up cho 15 cái ha. Nhớ là kết hợp với lại bài hít đất 15 cái nữa. Thì để nói lại cái bài cable fly ladder này á, thì mấy bạn đi từ trên, ép từ trên ép xuống dưới là 5 rep. Thì chúng ta sẽ đi, nó sẽ tác động vào gần như là hầu hết các góc cạnh của cái ngực của chúng ta. Sau đó từ dưới nó sẽ đi ngược lên lại ha. Thì như vậy là tính là một lần. Và chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa như vậy. Thì chúng ta sẽ bài này cái bài này sẽ là thành 20 rep. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lại push up là hít đất với 15 rep nữa. Thì bài này là nó cũng gần như là nó xé nát cái ngực của các bạn ra luôn. Rồi chúng ta sẽ quay xuống hít đất 15 rep. Thì ở bài cuối mấy bạn cũng sẽ có một bài hít đất nữa. Thì cũng superset luôn. Ok. Xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua bài bài Smith Incline Press. Chúng ta lại quay lại một bài Smith nữa. Nhưng mà lần này cách tập chúng ta sẽ khác với lại cái cách mà chúng ta đi lúc đầu ha. Thì ở set đầu tiên thì giáo án có kêu là chúng ta sẽ đẩy 15 rep lại ha. Để chúng ta lấy lại được cái form của cái incline sau những cái bài fly kia. Thì chúng ta sẽ đi hơi mất cái phương hướng một chút, thì chúng ta sẽ warm up lại là 15 rep là cho set đầu tiên đối với cái bài đầu tiên đối với cái bài Smith này. Thì bài này có 4 set tất cả ha. Thì set thứ 2, set thứ 3 và set thứ 4 á, thì nó sẽ có cách tập là chúng ta đẩy 5 cái partial rep, sau đó chúng ta sẽ đẩy 5 cái full rep, sau đó chúng ta lại quay lại đẩy 5 cái partial rep và lại 5 cái full rep. Thì mỗi set này là tính ra là chúng ta sẽ có 20 rep tất cả ha. Nhưng mà cách đẩy nó sẽ khó hơn. Thì rất là bài này, tới bài này là mấy bạn gần như là nếu như là mấy bạn tập nghỉ đúng thời gian thì coi như là mấy bạn ngực mấy bạn tê luôn rồi. Nếu như là gần như là chung không cảm nhận được luôn á. Khá là căng, rất là căng luôn rồi. Căng đến độ mà mấy bạn không cần gồng được ngực nữa luôn á. Mấy bạn không thể giao dịch được ngực nữa luôn á. Nghĩa là biết là nó căng lắm luôn rồi đó.
thì set 2, set 3, set 4 là nó sẽ y chang nhau như vậy luôn, thì chúng sẽ tăng tạ lên mỗi set ha. Nhưng mà mấy bạn thấy là chúng tăng rất là vừa từ tốn, là chúng đi tăng cỡ 5kg mỗi bên, 2,5kg thôi. Thậm chí có những set, có những ngày mệt chúng tăng có 1kg, 1,25kg bên nè. Đó, thì mấy bạn thấy là rất là cố gắng để đẩy. À thì có lúc nãy chúng có nói là mấy bạn được quyền nghỉ 5 giây ha. Nếu như mấy bạn đẩy không đủ rep, mấy bạn được quyền cất tạ và nghỉ 5 giây. Đó là lý do tại sao chúng ta đang dùng cái máy Smith này, cất tạ dễ hơn. Ok, set thứ tư cũng tương tự như vậy. Mấy bạn đẩy 5 cái partial rep, sau đó là 5 cái full rep như chung đang đẩy. Rồi, bạn thấy chung nghĩ là do chung khá là mệt rồi, chung không đẩy được nữa, thành ra là chung sẽ nghỉ giải lao giữa rep, rest pause ha, là set pause. Đó là nó sẽ đẩy tiếp 5 partial rep. Rất là mệt và mỏi luôn nha mấy bạn. Nếu là mấy bạn đã tập phase 2 rồi thì mấy bạn à, phase 1 rồi mấy bạn sẽ hiểu cái giao án này nó xé đến cỡ nào. Ok, đó là cái bị fail. Tiếp theo sẽ là machine cable fly. Thì cái bài này á, thực ra là không phải là bài gốc của cái giáo án đâu, mà là giáo án sẽ là cái bài mà máy ngồi ép ngực á, máy back deck fly á. Thì ok, là chúng sẽ chèn cái hình vô để mấy bạn có ý tưởng ha. Nhưng nếu mấy bạn phòng mấy bạn không có thì mấy bạn có thể sử dụng cái cách tập như chung cũng được. Để lát nữa chung sẽ nói tiếp. Sau đó là mấy bạn sẽ kết hợp cái đó 12 rep với lại hít đất cho đến khi nào fail thì thôi ha. Hít fail ha, hít tới khi nào fail luôn. Rồi, để chung nói lại cái cách tập của cái bài này ha. Chung quay có 2 set thôi. Thì mấy bạn thấy chung đứng chụm chân lại ha, để hạn chế cái việc chúng ta dùng cái phần thân dưới để ép ngực. Còn không thì mấy bạn có thể quỳ đầu gối xuống và đưa hai cái dây cáp ngang với ngực chúng ta, và chúng ta ép gần như là nó sẽ triệt tiêu được cái phần lực từ cái thân của chúng ta nhiều. Chúng sẽ dùng ngực cảm nhận nhiều hơn, và sau đó chúng ta sẽ push up ha. Còn nếu bạn phòng mà mấy bạn có cái máy back deck fly thì mấy bạn sẽ tập cái bài đó ha. Ok, thì buổi ngực của chung bữa nay đến đây là kết thúc. Thì chúc mấy bạn có một cái buổi ngực thật là pump ha. Peace out. Sailor Rick.